Kể từ những năm 1980, khi sự suy giảm ozone trong tầng bình lưu và lỗ thủng tầng ozone ở vùng Nam Cực lần đầu tiên được phát hiện, thế giới đã phải trải qua một chặng đường dài để giảm thiểu cũng như khắc phục những thiệt hại đó. Chớ trêu thay, con người vẫn đang rạch thêm những vết thương sâu hơn vào bầu khí quyển. Thế giới bước vào một cuộc đua mới, giành quyền thống trị không gian. Hàng tấn rác thải đang trôi nổi xung quanh trái đất một cách không kiểm soát và cũng không thể thu hồi. Việc chữa lành tầng ozone một lần nữa bị cản trở. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Khoa học Vũ trụ trên FBNC. Tầng ozone, một phần quan trọng của bầu khí quyển trái đất, nằm ở độ cao cách mặt đất từ 15 cho đến 30 km, có nhiệm vụ ngăn chặn tia cực tím UV từ mặt trời và bảo vệ sự sống trên hành tinh này. Và với các nỗ lực nhằm khắc phục hậu quả của những sai lầm từ thế kỷ trước, tầng ozone đã dần phục hồi và thậm chí là theo một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, tầng ozone có thể sẽ được chữa lành hoàn toàn trong vài thập kỷ nữa. Tuy nhiên thì 4 công nghệ mới đang nổi lên có thể sẽ cản trở quá trình chữa lành toàn cầu này. Đầu tiên là các chòm sao vệ tinh. Gần 6.000 vệ tinh hiện đang hoạt động và quay xung quanh trái đất, một con số nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người. Đặc biệt hơn, con số này được cho là còn có thể tăng lên đến mức đáng kinh ngạc là 58.000 vệ tinh vào năm 2030, theo đánh giá của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ, GAO. Và hầu hết các vệ tinh này thuộc về những đơn vị khai thác không gian lớn như Starlink của SpaceX, OneWeb hay Kuiper của Amazon. Phần lớn chúng sẽ nằm ở quỹ đạo thấp hơn của trái đất, vùng không gian nằm dưới độ cao 2.000 km và sẽ thường xuyên được thay thế bằng các mẫu mới hơn và tiên tiến hơn. Điều này có nghĩa là trong vòng một thập kỷ tới, một lượng lớn thiết bị vũ trụ cũ sẽ không còn tồn tại. Chúng sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển khi trọng lực kéo các vệ tinh cũ không còn cần thiết quay trở lại trái đất. Và vấn đề cần quan tâm ở đây là những vệ tinh này được tạo nên từ nhiều kim loại như nhôm, titan và nhiều hợp kim độc hại khác. Do đó thì các nhà khoa học lo ngại rằng khi các vệ tinh này bốc cháy, chúng có thể sẽ giải phóng ra các chất độc hại làm hỏng tầng ozone đang phục hồi. Trong một chia sẻ với trang space.com, Martin Ross, nhà nghiên cứu tại Aerospace Corporation ở California của Mỹ, người nghiên cứu về các phản ứng của các hệ thống không gian trên tầng bình lưu cho biết rằng việc thải các vệ tinh từ các chòm sao quỹ đạo trái đất thấp này vào khí quyển và sự bốc hơi của chúng trong quá trình loại bỏ là một tác động tiềm tàng rất đáng kể đối với cả khí hậu và tầng ozone. Hiện tại chúng tôi vẫn không có nhiều thông tin về những gì sẽ xảy ra khi các vệ tinh này bốc cháy rồi biến thành các hạt và khí lơ lửng trong không gian. Vẫn chưa rõ liệu các hạt và khí này hoạt động như thế nào cả về mặt hóa học và bức xạ, nhưng chắc chắn rằng hàng tấn rác thải như thế đang hòa vào không gian vũ trụ và gây ô nhiễm cho bầu khí quyển của trái đất. Cụ thể hơn, quá trình đốt cháy các thân tàu vũ trụ làm bằng nhôm còn có thể tạo ra các oxit nhôm, hợp chất đã từng là một trong các yếu tố phá hủy tầng ozone trong quá khứ. Tương tự, việc đốt titan cũng có thể tạo ra oxit titan. Chất này còn có thể làm thay đổi tính chất quang học của không khí xung quanh, nhà nghiên cứu Ross cho biết. Ngoài ra còn có nhiều nguyên tố gây tranh cãi khác hiện diện trong các thành phần vệ tinh, chẳng hạn như coban và lithium trong pin hay dấu vết của vàng và chì. Tất cả những nguyên tố này đều được phát hiện ở tầng bình lưu mà không được tìm thấy ở các tầng khí quyển phía trên. Và điều quan trọng hiện tại là cần hiểu rõ các hợp chất sản sinh sau quá trình bốc hơi của các vệ tinh là gì và phản ứng hóa học của chúng sẽ diễn ra như thế nào trong không gian, Ross nói. Tuy nhiên, hàng không siêu thanh, một trong những mô hình công nghiệp đang được hầu hết các nước lớn tập trung phát triển, cũng đang là một mối lo ngại lớn. Các máy bay siêu thanh chẳng hạn như chiếc Concorde hiện đã ngừng hoạt động, được biết đến là dòng phi cơ bay ở độ cao, cao hơn so với các máy bay phản lực thông thường ở khoảng cách 18,3 km so với bề mặt của trái đất. Máy bay Concorde và máy bay siêu thanh khác như những chiếc được sử dụng ở trong quân đội sẽ giải phóng những chất ô nhiễm vào tầng bình lưu phía dưới, nơi mà tầng ozone đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa cầu. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới ước tính rằng nếu hàng không siêu thanh trở thành xu hướng phổ biến, lượng khí thải của nó có thể khiến lớp ozone suy giảm tới 10%. Paul Newman, giám đốc nghiên cứu khoa học trái đất tại Trung tâm Bay không gian Goddard của NASA, người cộng tác trong báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nói với Space.com rằng máy bay siêu thanh và siêu âm mới đang được phát triển có thể giải phóng hơi nước và oxy nitơ vào tầng bình lưu. Tuy số lượng máy bay loại này ở thời điểm hiện tại là không đáng kể, nhưng trong tương lai, nếu như chúng ta bắt đầu triển khai dòng phi cơ này với số lượng lớn hơn trong tầng bình lưu, thì tác động của nó khi đó sẽ là điều cần phải xem xét thấu đáo. Trước đó, mặc dù đội bay Concorde do British Airways và Air France điều hành đã ngừng hoạt động vào năm 2003 sau vụ tai nạn chết người vào năm 2000, khiến cho số lượng hành khách mong muốn trải nghiệm dòng máy bay loại này giảm sút. Nhưng các hãng hàng không trên toàn thế giới vẫn đang chờ đợi một thế hệ máy bay siêu thanh mới hiện đang được phát triển. Vom Supersonic có trụ sở tại Hoa Kỳ gần đây đã tiết lộ
Động cơ Symphony cải tiến dành cho máy bay chở khách siêu thanh có tên là Overture. Doanh nghiệp này hy vọng có thể bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm vào cuối thập kỷ này. Bên cạnh đó, NASA cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh hàng không siêu thanh mới với dòng máy bay X-59 được kỳ vọng có thể loại bỏ tiếng ồn khó chịu thường gắn liền với việc di chuyển bằng đường hàng không siêu thanh. Và sẽ thật thiếu sót nếu như chúng ta bỏ qua các vụ phóng thử tên lửa. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết rằng, tuy các vụ phóng tên lửa hiện nay chỉ chiếm khoảng 0,1% lượng rác thải phá hủy tầng ozone, tuy nhiên thì một nghiên cứu mới cho thấy rằng sự tăng trưởng về số lượng vụ phóng tên lửa trong vài thập kỷ tới sẽ có tác động bất lợi đến khí hậu của trái đất và tầng ozone của hành tinh. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA dẫn đầu tập trung vào tác động của các tên lửa đốt nhiên liệu hóa thạch như Falcon 9 của SpaceX. Cho đến nay, tác động môi trường của việc phóng thử tên lửa phần lớn vẫn bị bỏ qua. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng lượng ô nhiễm do các sứ mệnh không gian tạo ra là không đáng kể so với các nguồn ô nhiễm khác. Ví dụ, trong vòng một năm, riêng ngành hàng không đã tiêu thụ lượng nhiên liệu nhiều hơn gấp khoảng 100 lần so với tất cả các tên lửa được phóng trên khắp thế giới, theo các chuyên gia. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn có thể sớm thay đổi khi số lần phóng tên lửa vốn đã tăng hơn 3 lần trong thập kỷ qua, tiếp tục tăng trong những năm tới. Trước tình hình này, các hệ thống đẩy tên lửa mới đang được triển khai để tiêu thụ nhiên liệu hydro và metan, với hy vọng ít gây ra ô nhiễm hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đã cảnh báo rằng vẫn chưa có đủ thông tin về sự tương tác của khói thải từ các động cơ tên lửa này với các tầng trên của bầu khí quyển trái đất là tầng bình lưu, nơi chứa tầng ozone hay thậm chí là lớp cao hơn ở tầng trung lưu. Ngoài ra, thì các chuyên gia cũng lo ngại rằng các biện pháp can thiệp địa kỹ thuật, nỗ lực làm chậm biến đổi khí hậu bằng các biện pháp nhân tạo cũng có thể ảnh hưởng đến tầng ozone. Hiện nay thì chưa có kế hoạch nào như vậy, nhưng trong nhiều năm qua thì các nhà khoa học đã nghiên cứu các phương pháp có thể giúp giảm lượng nhiệt bị giữ lại trong bầu khí quyển của trái đất bằng cách tăng công suất phản chiếu hay độ phản xạ của không khí xung quanh hành tinh của chúng ta. Những hiệu ứng như vậy đã được ghi nhận sau các vụ phun trào núi lửa dữ dội khiến cho lượng lớn cho núi lửa giao lưu huỳnh đi vào tầng bình lưu. Một ví dụ điển hình cho hiện tượng này là vụ phun trào núi Pinatubo ở Philippines vào năm 1991. Sau sự kiện này, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã giảm khoảng 1 độ F tương đương với 0,6 độ C và hiện tượng này đã kéo dài trong ít nhất là 15 tháng. Vì vậy, có thể nói rằng các biện pháp can thiệp địa kỹ thuật có thể bắt chước các quy trình này một cách có tính toán. Tuy nhiên, nhà khoa học Newman cảnh báo rằng những biện pháp can thiệp này có thể sẽ gây ra những tác động ngoài ý muốn và chúng vẫn chưa được nghiên cứu một cách kỹ càng. Thực tế cho thấy rằng phát triển công nghệ vũ trụ đã là một trong những ưu tiên hàng đầu của phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện nay. Khám phá và nghiên cứu không gian thông qua ống kính, máy tính, tàu thăm dò hoặc là từ các trạm vũ trụ thực tế đã là một phần của lịch sử loài người kể từ buổi bình minh của nền văn minh. Và trong thời đại hiện nay thì việc khám phá không gian thậm chí còn trở nên quan trọng hơn và mang lại cho chúng ta vô số những lợi ích tiềm tàng, từ sự hiểu biết tốt hơn về vũ trụ cho đến các nguồn năng lượng tài nguyên mới và thậm chí là có khả năng có sự sống ở bên ngoài trái đất. Dẫu vậy thì các hoạt động không gian đang gây ra mối đe dọa lớn bằng các hóa chất được tạo nên từ lực đẩy của tên lửa, vật liệu thải ra từ các vụ va chạm hay ô nhiễm hóa học do rò rỉ nhiên liệu ở ngoài không gian. Và tất cả đã đều gây ra những hậu quả đối với lớp bảo vệ của trái đất. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.